365 bái liều sứ Ngày 365 Chị ngày trước ăn nhiều rồi, hãy nghe phản nhắc lại. Chị chị ý chí ăn nhiều 姐姐以前吃多了。姐姐以前吃多了。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. số lượng. số lượng. liệu có trông béo hay không. 会不会显胖？ độ dài rất hợp với em. Trắng tù khấn sự khớ nỉ. Ít nhất cần 190.000 Việt Nam đồng. Trừ sáu dạo sử chiếu vài Nam tuần. Thu hoạch lớn. Tạ sâu khổ. Đã học mấy năm tiếng chung rồi. Xuyên là chỉ nén trung quấn lợ. Thái độ nói chuyện. Số hoa thải tủ. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chứ. Ngồi đợi. Số hoa thải có thể ăn được cay hay không? nắng bù nắng chưa là? Chủng loại phong phú? Chủng loại phong phú? Ngày lễ? Chia rử? Đủ chưa? Câu là mấy trước giờ chưa từng ăn qua. Sống lái mới chưa qua. Đừng gấp, đừng vội. Bía chí. Căn bản không đủ ăn. Căn bản bú cầu chứ. Phần của chị. Của đời phần. Còn phàn nàn. 还抱怨，ăn sạch rồi，吃光了。ngày trước ăn nhiều rồi，以前吃多了。